Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin những chuyến bay cuối cùng về Việt Nam và chủ nghĩa bài Tây. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiến hành hạn chế hoặc đóng cửa các đường bay quốc tế, không cho quá cảnh, tức là transit, qua những nước này, khiến nhiều hành khách là công dân Việt Nam đã bị kẹt lại tại tất cả các sân bay trên thế giới. Nhiều sân bay quốc tế tại khắp nơi trên thế giới chứng kiến cảnh người Việt bị mắc kẹt do hãng hàng không đã hủy chuyến bất ngờ bởi những quy định mới được thiết lập và cập nhật từng giờ của chính quyền sở tại những nước này. Đây là hình ảnh sân bay Charles de Gaulle của Pháp, nơi 46 công dân Việt Nam mắc kẹt vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 ở đây. Ngày 19 tháng 3 năm 2020, 46 công dân Việt Nam đã mắc kẹt tại sân bay Charles de Gaulle do hãng hàng không Air France hủy chuyến vào giờ chót. Sau đó, hãng chỉ có thể thu xếp cho 26 người từ các nước khác quá cảnh Paris lên máy bay để có thể về đến Việt Nam vào ngày 21 tháng 3. 20 người cư trú tại Pháp đã phải quay về địa phương tạm thời ở lại chờ chuyến bay khác. Tối ngày 21 tháng 3, một công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Kuala Lumpur khi quá cảnh từ Macau về Việt Nam. Do ảnh hưởng của lệnh hạn chế di chuyển của chính quyền sở tại từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 3, mà hầu như không còn đường bay từ Kuala Lumpur về Việt Nam. Ngày 22 tháng 3, 40 công dân Việt Nam, trong đó có các du học sinh, đã mắc kẹt tại sân bay Dallas, Hoa Kỳ, do chuyến bay về Việt Nam quá cảnh ở Narita ở Nhật Bản đã bị hủy. Đến tối ngày 22 tháng 3, theo giờ Hoa Kỳ, gần 30 thành viên trong đoàn du học sinh nói trên đã được đổi vé máy bay về Việt Nam quá cảnh tại San Francisco, Hoa Kỳ và Hồng Kông. 12 học sinh phải đợi tại sân bay Dallas và di chuyển vào hôm sau để về Việt Nam. Ngày 23 tháng 3, 35 công dân Việt Nam, phần lớn học sinh, sinh viên trên đường về nước quá cảnh tại sân bay Changi, Singapore, đã bị mắc kẹt không thể về nước do hãng hàng không Singapore Airlines đã hủy chuyến không báo trước. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã phải thực hiện bảo hộ công dân và nhóm này cuối cùng đã về được đến Việt Nam vào ngày 24 tháng 3 năm 2020. Và trước tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, Việt Nam cũng đã tiến hành đóng cửa với thế giới bên ngoài. Đây là hình ảnh công dân Việt Nam trước giờ lên máy bay ở sân bay Savadoni, Thái Lan trên chuyến bay cuối cùng của Thai Airways vào ngày 24 tháng 3 năm 2020. Ngày 21 tháng 3 năm 2020, Bộ Ngoại giao đã ra thông báo như sau. Trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam đã quyết định như sau. 1. Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt như khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao. 2. Các cơ quan chức năng trong nước xem xét duyệt cấp thị thực phù hợp nếu cần thiết cho các trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những trường hợp đặc biệt nói trên. Các trường hợp này phải hoàn thành thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo quy định. Các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam có hình thức cam kết thực hiện giám sát y tế đối với công dân nước mình trong thời gian công tác ở Việt Nam. 3. Tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt và thân nhân ở nước ngoài. Và các biện pháp tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài và Việt Nam được áp dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Đây là hình ảnh nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi tình trạng thân nhiệt của hành khách qua hệ thống điện tử. Người nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ quy định kiểm tra y tế và thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác. Người nước ngoài là chuyên gia, là quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao có giấy xác nhận âm tính với viêm phổi Vũ Hán do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp nhận được cấp nhập cảnh ở Việt Nam và phải cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đưa ra các khuyến cáo công dân Việt Nam về việc đi lại, đặc biệt là lưu ý công dân hạn chế tối đa đi lại giữa các nước về Việt Nam trong thời điểm hiện nay, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của nước sở tại, thường xuyên kiểm tra, cập nhật quy định của nước sở tại và các hãng hàng không, đảm bảo có đủ giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để thực hiện chuyến đi, đặc biệt là giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có. Và khi mà các nước trên thế giới lần lượt bế quan tỏa cảng, những chuyến bay cuối cùng về Việt Nam mang một bầu không khí hoài nghi và đầy căng thẳng. Đây là hình ảnh tiếp viên hàng không mặc bảo hộ. Theo Lê, một nhà nghiên cứu tiến sĩ về văn học Mỹ tại Đại học California San Diego đã kịp về Việt Nam trên chuyến máy bay của hãng hàng không Đài Loan Airways quá cảnh ở Đài Bắc vào ngày 19 tháng 3, tức là chỉ 3 ngày trước khi Việt Nam chính thức đóng cửa biên giới với nước ngoài. Anh chia sẻ tâm lý hoài nghi bao trùm trong chuyến bay như sau. Trên máy bay mọi người kỹ lắm, người ngồi cạnh tôi mặc cả áo mưa, tôi tránh cạ vào, mình mà lỡ đụng vào người họ thì họ lau hết người họ luôn. Và anh nói thêm, mọi người đều không nói chuyện với nhau, tránh quay mặt về phía nhau luôn, không khí căng thẳng lắm. Hơn nữa anh còn cảm nhận được sự kỳ thị đối với những người từ nước ngoài về Việt Nam trong hoàn cảnh này. Theo lời anh thì ngay cả họ hàng xa của anh ở Thanh Hóa cũng ngại không muốn tiếp xúc và không chịu giúp đưa đồ tiếp tế vào. Anh nói thêm, bạn bè tôi cũng nói rằng nếu mày về mà mày không đi cách ly thì tao sẽ không gặp. Họ coi như là mình đã bị viêm phổi Vũ Hán rồi vậy. Và dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có sức mạnh phi thường. Nó đã khiến chủ nghĩa xính Tây ở Việt Nam biến đổi theo chiều hướng ngược lại và trở thành trào lưu bài Tây của những ngày gần đây. Đây là hình ảnh thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh viêm phổi được phát hiện và bùng phát, hiện nay cũng hoang vắng. Ngoài những trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam là hai cha con người Trung Quốc và một số người Vĩnh Phúc, thì đặc biệt từ các bệnh nhân số 17 bị phát hiện nhiễm bệnh sau khi trở về từ châu Âu, thì phần lớn các ca nhiễm bệnh đến từ các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp. Facebooker Liên Hương Lena nhận định như sau. Đầu dịch, hàng ngàn du học sinh Trung Quốc về từ ổ dịch, từ Trung Quốc về Việt Nam, về từ Vũ Hán quay lại đất nước. Chính phủ bưng bít thông tin không hề công bố số lượng xét nghiệm dương tính với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Báo Tiền Phong đăng bài 190.000 lưu học sinh Việt Nam đang ở nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo khẩn, trong đó liệt kê du học sinh không nhắc gì tới du học sinh Trung Quốc mà chỉ nói chung là châu Á. Trong khi châu Á có rất nhiều quốc gia có người Việt Nam theo học, còn các nước phương Tây thì được họ liệt kê cụ thể từng nước như Anh 12.000 lưu học sinh, Đức 7.500, Pháp 6.500, Mỹ 29.000, Canada 21.000, Úc 30.000, New Zealand 2.500. Cách làm truyền thông của nhà cầm quyền ở Hà Nội dường như đã định hướng của người dân về việc dịch bệnh đến từ phương Tây chứ không phải là anh bạn 4 tốt 16 chữ vàng Trung Quốc, gây nên một sự làn sóng kỳ thị người Việt về nước tránh dịch trong thời gian này mà phần lớn là du học sinh và người lao động xuất khẩu. Có thể nói trào lưu bài Tây ra đời ở Việt Nam để lấp tội hay đánh lạc hướng cho việc Trung Quốc đã để lây lan bùng phát dịch bệnh ra toàn cầu. Và truyền thông trong nước cùng lực lượng dư luận viên đã phóng đại sự việc, lợi dụng viết bài mạt sát kỳ thị đồng bào hải ngoại với những lời lẽ miệt thị như chạy về Việt Nam tránh dịch, làm gánh nặng cho đất nước, hưởng ân cao nghĩa trọng của nhà nước, tranh thủ chữa bệnh miễn phí và rất nhiều những từ ngữ khác. Đây là hình ảnh chụp từ video Việt kiều làm loạn ở sân bay gây nên làn sóng của dư luận viên lao vào xỉ vả người này. Mới đây trên trang mạng lan truyền video Việt kiều làm loạn ở sân bay, dư luận viên bắt được thời cơ và tự động vào mạt sát nhân vật trong clip, đồng thời tranh thủ quy kết mạt sát người Việt ở hải ngoại nói chung. Facebook Thúy Lê đã phân tích sự việc như sau. Theo clip, cô vợ cái Việt kiều và mấy người cùng đoàn nói là cả đoàn phải chờ đợi vật vờ đói meo từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, gồm cả trẻ con đói lả và nỗi lo bị nhốt chung để bị lây nhiễm chéo rất nguy hiểm. Vấn nạn là quá tải, ùn ứ nhập cảnh cũng do chính phủ điều hành. Khi đã quá khả năng kiểm soát thì hãy cho ngừng bay để chặn dịch như nhiều nước đã làm đi. Sao lại tham lam thiểm cận để bay các chuyến bay nhập cảnh từ các vùng dịch, mang cả khách nước ngoài vào du lịch rồi quá tải không kiểm soát được, để sân bay như vỡ chợ ùn ứ hàng đống người, làm nguy cơ lây nhiễm dịch càng cao. Blogger này kêu gọi như sau. Hãy xem clip trước khi quy kết hồ đồ. Mọi người đi cùng đoàn cũng nhất trí với những gì cô gái Việt kiều nói. Đừng để lực lượng 47 là lực lượng du lịch viên tại Việt Nam dắt mũi và lái dư luận vào hướng chửi theo mà quên mất nạn chính về nguồn gốc của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, cũng như việc chính phủ chậm trễ đóng cửa biên giới với người dân Trung Quốc đi lại tự do gây lây lan dịch bệnh trong cả nước. Những người Việt Nam về nước trong những chuyến bay cuối cùng này phần lớn là những du học sinh và người dân đi lao động xuất khẩu, tranh thủ về với gia đình trong thời gian trường học đóng cửa, công xưởng cũng đóng, tạm ngừng hoạt động. Trước sự phản ứng vừa qua của nhiều người Việt trong nước, có lẽ họ không khỏi chạnh lòng. Còn những người gốc Việt ở nước ngoài, tức là những người đã mang quốc tịch hoặc định cư dài hạn ở nước ngoài, chắc chắn đã tích lũy thêm được bài học từ nhà cầm quyền Cộng sản. Khi cần kiều hối thì gọi là khúc ruột ngàn dặm, còn khi không cần thì tìm cách thoái thác những lời thề non hẹn biển. Những chuyến bay của người Việt hải ngoại về nước sau này chắc chắn sẽ còn nặng những tủi hờn. Và nhà cầm quyền Cộng sản tại Hà Nội vẫn thường kêu gọi tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, để rồi khi dịch bệnh bùng phát thì họ lại để cho lực lượng dư luận viên và nhiều tờ báo quá khích của mình kích động gây chia rẽ giữa người dân trong nước và người Việt kiều ở nước ngoài, khiến những chuyến bay cuối cùng về Việt Nam vốn đã nặng nỗi lo âu về dịch bệnh, về việc học tập, lao động còn đang dang dở ở nước ngoài, lại phải gánh thêm sự kỳ thị của một bộ phận người Việt ở trong nước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.